Hãng AFP ngày 11 tháng 1 dẫn lời trợ lý báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho hay Mỹ sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng và bảo dưỡng hệ thống phòng không Patriot tại căn cứ Fort Sill ở bang Oklahoma từ tuần tới. Dự kiến Mỹ sẽ huấn luyện khoảng 90 đến 100 binh sĩ Ukraine trong vài tháng. Một khi được trang bị, hệ thống Patriot sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng không của Ukraine và khả năng bảo vệ người dân trước các cuộc không kích tiếp diễn của Nga, ông cho biết. Cuối năm ngoái, Mỹ hứa cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine và Kiev nhiều lần hối thúc Washington tiến hành. Cố vấn Mikhail Podolyak của Tổng thống Ukraine cho hay, binh sĩ nước này sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống Patriot do phương Tây cung cấp từ đầu hoặc giữa mùa xuân. Phòng không đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Ukraine trước các cuộc không kích và ngăn chặn Nga kiểm soát bầu trời. Được chế tạo bởi hãng Raytheon, tên lửa Patriot ban đầu được phát triển để chặn máy bay tầm cao. Đến thập niên 1980, nó được sửa đổi để tập trung vào mối đe dọa mới từ các tên lửa đạn đạo chiến thuật. Tên lửa này đã thể hiện hiệu quả tại Ả Rập Xê Út trong việc chống lại các tên lửa đạn đạo do Iran thiết kế phóng từ Yemen. Raytheon cho biết tên lửa này đã đánh chặn hơn 150 tên lửa đạn đạo kể từ năm 2015. Phản ứng về thông tin của Lầu Năm Góc, hãng Sputnik dẫn lời đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Mỹ quyết định huấn luyện các binh sĩ Ukraine vận hành hệ thống Patriot là sự xác nhận việc tham gia trên thực tế của Washington vào xung đột ở Ukraine trước đó ông antonov nhấn mạnh rằng nga luôn thông tin với người dân mỹ về mối nguy từ những hành động của chính phủ mỹ ở ukraine đáng lưu ý rằng nỗ lực của chúng tôi trong việc giúp dư luận mỹ chú ý về mối nguy thực sự từ hành động đó của nhà trắng đang từng bước được cộng đồng chuyên gia công nhận theo đại sứ antonov trong một diễn biến khác reuters dẫn thông cáo của văn phòng thủ tướng canada trước tin chủ đầu cho hay nước này sẽ mua một hệ thống tên lửa đất đối không nasam của mỹ để cung cấp cho ukraine hệ thống phòng không đầu tiên ottawa viện trợ kiev Hãy bấm đăng ký kênh Điểm nóng toàn cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm nóng toàn cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh niên.